đội phòng cháy chữa cháy nhanh chóng đến hiện trường trợ giúp những người leo núi mặc áo và đội nón chống ông đốt sau khi nhận được thông báo có nhóm người leo núi bị ông vò vẽ đốt đồng thời xịt thuốc diệt ong và tiến hành cứu người cảnh thái hùng này xảy ra vào khoảng 11 giờ sáng ngày 20 tháng 7 tại con đường cổ bắc thông Quang, huyện nam đầu có khá nhiều người leo núi bị một đàn ông vò vẽ công kích gây thương tích bác sĩ lâm triệu hiệt khoa cấp cứu cho biết, đa số họ bị ong đốt ở tay chân và đầu. Triệu chứng chủ yếu là đau buốt và nơi bị đốt sưng, đau và ngứa. Chỉ có một người có triệu chứng tim đập nhanh. Sau khi thống kê cho thấy có tổng cộng 22 người leo núi bị ong vò vẽ đốt. Người bị ong đốt nhớ lại, hình như có người đạp nhầm tổ ong trên đất và kết quả là cả đàn ong bay ra đốt người muốn bỏ chạy mà không thoát khỏi. Thậm chí có người trong áo của họ còn có xác con ong nó bị đập chết khi chui vào áo. Sau vụ này, cục phòng cháy chữa cháy đã cho nhân viên chặn con đường leo núi này lại và gỡ bỏ tổ ong nhằm đảm bảo an toàn cho người leo núi không bị ong đốt nữa.